Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em lại xin phép giới thiệu đến các bác hai cái vị thuốc ở trong Đông y rất hay được người xưa người ta sử dụng để mà giúp bồi bổ sức khỏe cho những người mà sức khỏe kém, rồi là hay bị mất ngủ, hay bị táo bón, đấy, vân vân. Đấy. Thì đây là hai cái vị rất là cơ bản ở trong Đông y các bác ạ. Trên màn hình thì các bác đang quan sát đây chính là cái quả kỳ tử nha các bác nha. Quả kỳ tử mà trong Đông y người ta hay sử dụng để mà bốc thuốc đấy. Đấy. Thì bây giờ trên thị trường thì người ta bán cái quả này tương đối là nhiều. Tuy nhiên thì ở đây chỉ có cái hàng hàng khô thôi nha các bác nha. Vì hàng khô thì vận chuyển mới được chứ hàng tươi thì là không vận chuyển được đâu. Đấy, nó chín thì để một hai cái hôm cái là nó hỏng thôi. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái hàng này ấy, là người ta hay ngâm thì người ta phối hợp ngâm với cái đẳng sâm đây các bác. Đấy. Cái đằng sâm đây là đằng sâm rừng của cái mùa năm nay đây các bác này. Đấy, các bác xem này, đây là đằng sâm rừng Tây Bắc nha các bác nha. Một cái vị thuốc rất là phổ biến ở trong Đông y để mà chữa bệnh. Đấy, thì cái đằng sâm này thì trong nhiều video em đã giới thiệu các bác rồi. Đấy, thì nó có tác dụng như thế là thứ nhất là làm cho mát cơ thể này, thứ hai là nó giúp cho ăn ngon ngủ ngon này. Đấy, rồi là bồi bổ sức khỏe này. Đặc biệt là người già với trẻ nhỏ các bác ạ. Người già với trẻ nhỏ dùng cái loại này mà có thể là hầm xương này hay là nấu canh với thịt gà này. Đấy. Thì người ta hay dùng cái loại cái củ đằng sâm rừng này để mà hầm xương đấy, để giúp bồi bổ sức khỏe cho người già. Đấy. Ngày xưa nếu như mà không có nhân sâm ấy thì người ta hay dùng cái đằng sâm rừng này để mà thay thế cho nhân sâm. Đấy. Hay dùng để thay thế cho nhân sâm vì cái tính chất của nó là giá của nó là rất rẻ các bác ạ. Mà thứ hai là nó cũng có một số những công dụng tương tự giống như nhân sâm. Tất nhiên để mà so sánh với nhân sâm thì nó vẫn còn một cái khoảng cách rất là lớn. Đấy, nhưng mà có một số những cái dược chất ở trong nhân sâm thì cái củ đằng sâm rừng này nó cũng có. Đấy, như là nó giúp cho cái người mới ốm dậy này, mệt mỏi này. Đấy, thì dùng cái loại này thì hồi phục sức khỏe rất là nhanh các bác ạ. Đấy, và được thị trường ưa chuộng cũng bởi vì là cái vị của nó ngọt các bác, vị ngọt, mát, rất dễ uống và rất là thơm nha các bác nha. Đấy. Vậy thì trong Đông y người ta hay sử dụng thì người ta hay phối hợp là dùng cái vị đằng sâm này với lại kỳ tử các bác ạ. Đặc biệt là ngâm rượu mà ta mà cho cái bình đằng sâm này với kỳ tử ấy thì cho vào bình nó rất là đẹp. Vì một thứ thì màu trắng, đấy, hoặc là màu hơi vàng ngà, đấy, rượu thì màu màu vàng, mà ngâm cái kỳ tử này vào thì lại là màu đỏ các bác ạ. Đấy. Kỳ tử này màu đỏ, đấy. Thì nó rất là bắt mắt. Và nó cả hai loại đều có vị ngọt cho nên rất là dễ uống, vị lại thơm nữa các bác. Còn công dụng của kỳ tử thì em cũng đã nói với các bác ở một vài video khác rồi, đó là nó tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ các bác ạ. Nó bổ máu và làm đẹp da, nó chống oxy hóa da cho nên là nó làm đẹp da là như vậy các bác, da nó trắng trẻo. Thứ hai là nó cải thiện và điều tiết cái chức năng miễn dịch của cơ thể. Đấy, rồi nó ổn định huyết áp, cái này là chữa huyết áp cao rất là tốt này. Đấy. Nó ổn định huyết áp, nó bổ máu là vì nó có sắc tố màu đỏ đấy các bác. Đấy. Nó bảo vệ gan và điều chỉnh những rối loạn về mỡ máu nữa. Những ai mỡ máu cao thì dùng cái này thì cũng rất là tốt, và cũng chính vì mỡ máu cũng là một trong những nguyên nhân gây cho huyết áp nó cao đấy thì dùng cái này rất là tốt đấy. Ngoài ra nó còn là chống phóng xạ và ức chế cái sự phát triển của các tế bào ung thư. Đấy. Rồi là nó giúp cho tiêu hóa tốt hơn. Đấy. Kể cả đường hô hấp cũng rất là tốt. Đấy là kỳ tử nha các bác. Về kỳ tử đây thì em có hai cái sản phẩm, một là cái kỳ tử chọn như thế này thì là cái quả của nó rất là to, đấy, to đều nha các bác này, to đều và đỏ đẹp này thì giá nó cao hơn này, đấy, kỳ tử loại 1 đấy các bác. Còn cái kỳ tử loại 2 thì là cái người ta gọi là kỳ tử xô, tức là cái màu sắc của nó thì không tươi bằng, thứ hai nữa là nó có quả to quả bé nó lẫn lộn vào. Còn ở đây các bác nhìn thấy có những cái hạt màu vàng vàng đây chính là hạt của kỳ tử ở bên trong, nó vỡ cái quả kỳ tử ra nó bẹp ấy, thì nó rơi ra thôi. Đấy, các bác xem đây, chẳng hạn những cái hạt màu vàng đây là hạt của kỳ tử đây. Thì hai cái này các bác phối hợp với nhau mà ngâm rượu này hay là nấu nước uống đều rất là tốt các bác nhá. Đấy. Đằng sâm thì ta có thể dùng tươi cũng được mà dùng khô cũng được, đều rất là tốt đấy. Đặc biệt là những người già và trẻ nhỏ bị táo bón ấy, thì dùng cái đằng sâm là rất là tốt đấy các bác này. Trong cái bài thuốc của Đại Tràng Tâm Bình ấy, người ta chữa bệnh đại tràng thì cái người ta có sử dụng cái vị thuốc đó là đằng sâm này trong cái bài thuốc đó các bác nhá. Đấy. Thì nó giúp cho bổ tỳ vị mà. Đấy. Thì tỳ vị nó rất quan trọng trong cái chức năng của tiêu hóa các bác ạ. Đấy.
Và nếu như mà tỳ hư thì nó cũng sinh ra những cái rối loạn về tiêu hóa, rồi là bị viêm đại tràng, có liên quan đến cả tỳ nữa các bác. Ngoài ra ở đây thì còn có cả cái sâm bố chính này các bác này. Loại này là rất là tốt, thơm. Sâm bố chính rừng thì nhìn nó xấu xấu vậy thôi, nhưng mà tác dụng rất là tốt. Cái này thì ta có thể ngâm rượu hoặc nấu nước uống đều rất là tốt cho sức khỏe đây. Và đây thì có cả ba kích tím này, tách lõi các bác này, và kích tím khô. Những cái mặt hàng này tương đối là nó cao giá. Cái này tốt cho sinh lý, cho xương khớp, cho thận, chữa đau lưng mỏi gối, mạnh gân cốt, khỏe sinh lý các bác nhá. Kể cả cái kỳ tử này nó cũng chữa về yếu sinh lý nam, sinh lý nữ thì đều rất là tốt đây. Và nếu như bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với em số điện thoại là 038 898 4410, và nó cũng là số Zalo của em luôn. Và như vậy ngày hôm nay em đã giới thiệu đến các bác về một cái vị thuốc nữa rất là phổ biến trong đông y, đó là kỳ tử và phối hợp với lại đẳng sâm. Đấy, hai cái vị thuốc rất là cơ bản như vậy. Thì nếu bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại ở trên. Vâng, xin chào và hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo.